tao làm xác ruột quá trời ơi. Đêm qua hầu ngủ không được nát ruột. Thấy hoàn cảnh và họ hoàn cảnh đây thấy khó khăn quá. Bệnh hoạn gì một đứa nó ba đứa luôn mà. Không biết cách thôi. À, theo cái sự giới thiệu của một số người dân ấy, thì cuộc sống Dù Kỳ hôm nay là tìm đến khu vực xã Nghĩa Mỹ để mà tìm đến nhà của bà Sáu Đức ở xã Nghĩa Mỹ đây mọi người. Đây là bốn mẹ con của bà. Theo như giới thiệu thì hoàn cảnh của bà Sáu Đức thì rất là khó khăn, bởi vì đây là những người con của bà nè, ba người con gái, tuy nhiên thì trong đó là hai người con là bị mắc cái chứng bệnh thần kinh đó mọi người, còn riêng một cái người con gái thì bị tai biến, còn bà thì năm nay cũng đã lớn tuổi rồi đúng không bà? Năm nay thì bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà cũng không nắm được cái tuổi mình bao nhiêu. 82 tuổi. Dạ. Bà là họ tên đầy đủ là cái gì bà? Nguyễn Thị Cúc chứ. Nguyễn Thị Đức hay Cúc? Nguyễn Thị Cúc. Mà sao cái bảo bà Sáu Đức là sao? Sáu Đức là tên cha. Bà Sáu Đức là tên cha. Dạ. Tên cha nó. Dạ. Rồi bà sinh ra được bốn ba người con gái, là còn con trai có con không, con trai không? Hơi rạng ra. Dạ, hai nó là đương ở đâu? Ở đây ở riêng. Như vậy thì như bà thì cái người con kia là con thứ mấy, bà giới thiệu cho con? Thứ ba. Bị sao? Thứ ba chứ. Con thứ ba, con thứ bốn. Dạ. Cô thứ hai cháu. Con nó thứ hai. Rồi, nhưng mà cái trường hợp của cô gái kia là bị sao bà? Nó bị đa thì hồi nhỏ hồi năm tuổi rồi mới không biết, rồi đi lồm nghe, rồi ở nhà nó đau rồi lằn cái nó không biết, nó nghe thì nghe mà nó không được. Từ hồi nhỏ rồi năm tuổi bị đa thần kinh, cái lưỡi nó đờ, cái lưỡi nó không được. Bà thử bảo là vài câu bà nói chuyện với con, bà thử có hiểu được không, có nóng được không bà? Dạ. Nghe nhưng mà nói không được, nghe nói không được. Chuyện với anh chuyện anh bà biết cái hoàn cảnh của gia đình này như thế nào không bà? Thì giải bà thái dạy đầu rồi dạ. Hầu giờ giải mấy hả? Dạ, cô đi thì còn đi lùm hầu với trăng cô ngọ với cô ngọ đồ. Dạ. Sau này cô về cô đa mấy năm nà, rồi cô bị tơ biến hay một bên rồi đó. Hoàn cảnh giải đó, thì cô ngọ cô mới giới thiệu cho con đó, cho có con để rồi giúp đỡ dần. Dạ. Ừ, như vậy là bây giờ là cuộc sống của gia đình này theo như bà là người hàng xóm thì bà thấy khó khăn nhiều không? Khó khăn đủ hết. Chuyện hay thì bây giờ bốn người đây không có đồ, bà giờ đây là chỉ bỏ tối 10 rồi. Bây giờ bà lùm cái gì, bà đẩy mà chuối đi, bà đẩy có cụ cái này cái chùa đó. Bà đẩy bốn năm nữa bà xuống bà bón. Rồi cô đây thì cũng vậy, đẩy giờ bốn nữa gì đó đi xuống bón, tụi kiếm tiền quá chứ mà bà bây giờ cũng tổn thời là bà nó còn thù đủ, bà có thù đủ. Ở lùm ba em thì cỡ 80 mấy tuổi mà nay vẫn còn làm ruộng lúa à bà? Rồi làm được không? Như bà còn sâu sức. Nhờ mấy đứa em nó lùm giùm cho. Mấy đứa con của nó lùm giùm. À. Là cái đây là một gia đình này. Đó, còn bây giờ con kế là hơi thẹn, hơi có dâu đồ nhưng mà tự nhiên hết rồi. Ừ, riêng hay. Ở cái đây bây giờ cái khổ của bà là có bốn người đây. Giờ cái cây cũng sức xin được và giúp đỡ cho bốn người đây. Đó thôi. Chứ còn không có cái gì mà ấy, nhưng bà khó khăn từ hầu giờ biết. Như bà là, con nghe nói là bà là thuộc diện hộ nghèo không? Được hộ nghèo chứ hả? Hộ nghèo. Dạ. Còn cái chị này là con thứ mấy của bà? Thứ bốn. Thứ tư. Thứ tư, này thứ hai. Thứ tư, kia là Út. Thứ ba. Hả? Còn Út là có con trai. Út ở đây. Nhưng địa chỉ kiện kinh tế của mấy anh đó thì ra sao bà? Như bà hồng sống bà biết không? Cũng ái lắm. Cũng khó khăn. Cũng khó khăn nhưng mà cũng quay quần đủ trong gia đình con cứ rồi. Chứ còn không có ra ngoài đào được nổi. Yeah. Nói thiệt con như thế. Nó thì mấy người kia thì nó không có bàn nổi. Nó cũng thiếu hụt thôi. Nó không có bàn họ được. Chị có chồng chưa? Hả? Sao? Hả? Sao? Bị bỏ chỉ rồi nó có chồng. Có chồng rồi. Con chị là chưa có chồng à? Hả? Rồi. Ở đây một người, đây là người con gái này là của cô là thứ ba. Nhưng mà không có nói được nha mọi người. Là cho là bị từ nhỏ luôn đúng không? Nhỏ dạ đó, bẩm sinh ra là bị như thế luôn, người không làm gì được hết. Hàng ngày thì riêng bà Sáu này là phải nuôi nắng giống như đứa trẻ luôn hả bà? Đó.
tám vẹt luôn. Hàng ngày là tám vẹt luôn. Tám vẹt vũ nhét thôi. Không biết tới vậy trời. Hôm nay cho nói tí tám vẹt đâu có biết vẹt đất vậy đó. Chị là hàng ngày chị làm được cái gì, công việc của chị? Không luôn cái gì hết á, lần này không nấu. Hồi nãy em đi qua em thấy chị đang là đẩy cái bông lúa đi. Đẩy cái đó đi má. Đẩy lúa đi má. Em thấy cái người chị có vẻ hơi đi liệt liệt cái tay đúng không? Ta chị cho cái tay em thấy. Cái đầu kia nó bị chá cho. Chá bị thằng lửa cái gì? Rút không? Chứ là hồi bị sao bà? Bị thằng lửa. Phỏng lửa. Nó chá cho, nó chá coi như từ đây nó băng lên đây đi. Đó. Chị là tên gì bà? Tài. Đây, chị Tài hả? À, chị Tài là cái năm bao nhiêu tuổi thì bị phỏng lửa cháy như thế đó, à? Đó nó còn nhỏ. Hồi 3 tuổi. Dạ. Hồi còn nhỏ xíu đâu có biết. Đây chị Tài là hồi năm 7 tuổi ấy thì bị phỏng lửa mọi người. Nên bây giờ là cái dấu tích nó còn rất là nhiều và nó làm cho cái tay chị bây giờ là nó không có được bình thường á. Dạ, nó hơi bị giống như bị liệt nó con đi con thấy cái tay nó cứ dài dài như thế này. Thì bản thân chị thì cũng không làm gì được mọi người. Hằng ngày là chị có thể là đẩy cái xe rùa vài bao lúa đúng không ạ? À, công việc nào đi và chuối rồi, dạ. Chuối. Và có một cái nữa là bao nhiêu năm trời nay công việc chính của chị Tài ngoài chuyện đẩy bao lúa thì chị đây chị hái những cái củi đúng không ạ? Củi đây là chị Tài hái. Đây mọi người, đây là giống như là một cái tài sản lớn nhất trong căn nhà của bà Sáu. Chị Tài hái để mà trữ lại cho cái mùa đông. Còn ngoài ra thì không có cái gì cả, bởi vì cả ba đứa con của bà đều là mắc bệnh. À, người con gái đầu tiên là bị chị bây giờ là tai biến nhân vật, có làm gì được không? Không, chị đâu có lùn đất, nó đam biết em ơi, nó đam biết đi đàn em. Đi đàn em mới gì bướng qua mới gì mua mớ thuốc thằng kia. Dạ, bị tai biến bao lâu rồi? Bị năm ngoái mà cho. Là làm nam rồi. Nam rồi hả? À. Rồi có chồng con gì không? Không, ở gió hả? Đào chồng gió. Con luôn. Rồi năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là chị 62 tuổi rồi. 62 tuổi. Ấy là ở vậy nuôi mấy đứa em á em à. Ờ, vậy có nghĩa là chị quyết định là không cưới chồng để mà ở phụ với mẹ của mình để có thể là chăm lo cho hai cái người em gái mà bị tâm thần của mình. Nhưng mà cuối cùng rốt cuộc rồi mình cũng bệnh luôn, cũng tai biến luôn á thì chắc lẽ là còn mỗi người mẹ tám mấy tuổi này lại lo. Bà lo nổi không khi mà cái kinh tế mình nó không có điều kiện đang là hộ nghèo? Bà lo nổi cho con. Bà lo không nổi. Bây giờ được nhà rồi được cho bà lo không nổi, yếu rồi làm nào mà lo chứ. Hồi mới sinh ra thì mong ước là sau này con mình lớn lên là sau này mình về già thì con mình có thể lo lại cho mình đúng không? À, nó lo lại bây giờ nó bệnh hoạn nó lo lại không được nữa. Thế rồi giờ bà phải lo. Bà phải lo. Bà lo nổi không khi mà mình tuổi mình càng ngày càng già đi? Thì bà lo được nhà rồi được chứ mà nó nhà rồi cũng yếu rồi bây giờ lo đâu mà lo cho nổi. À. Chồng của bà thì đây mười mấy năm thì bà mất rồi mọi người. Hiện nay thì còn mỗi một mình bà là chăm chút cho cái gia đình này. Và khi nói chuyện thì con các bạn là thấy bà là đang là rất là xúc động. Mình chảy nước mắt đó mọi người. Thôi bây giờ phận nó như thế rồi, gia đình gia cảnh như thế rồi thì phải cố gắng thôi bà. Cái tay này có làm được không chị? Bây giờ nó bị đấy, có làm gì được không? Nó yếu. Yếu hả? Thằng lửa cái hầu không biết mà không nấu hay còn trời chứ. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Nhắc bò cái này. Hả? 13 thôi hả? Bò đó thì bò ấy rồi. Bao nhiêu tuổi rồi chị? 13. 13? 3 tuổi. À 3 tuổi. À. Đau lưng, chỉ cái lưng nữa. Chỉ đau lưng. Đủ hết. Dạ, đủ tay cũng quẹt rồi á. Chị đau lưng đau như cái nhỏ không biết cái. Bà dẫn con đi vào trong cái nhà này một tí được không? Bà dẫn con vào tí vào bà Sáu. Chồng phóng. Bà Sáu, đây, con vô. Vô nhà đó, bà vô nhà đi. À dẫn vô. Bà dẫn con đi vào đi. À đây mình dẫn luôn. Con vào con thăm cái nhà đó. À đây. Dạ, đây mọi người, đây chúng tôi đang đi theo chân của bà Sáu. À bà. Đây là những cái bùn chuối nãy chuối đúng không bà? Để bà bán hả? Bà bật điện đi được không? Có điện không? À, cái bật điện đó. Đó rồi nha. Rồi, con được bật rồi. Rồi đây.
Là bà mua về đó hay là của bà trồng? Bà mua gì bà bán? Bà mua về bà bán một bữa với bán chuối vậy được bao nhiêu tiền? Kiếm bữa về chục bọ thôi. Mua ra qua nhà thôi. Trong căn nhà này đây mọi người thì không có gì cả. Đây là thuộc cái hộ nghèo của địa phương. Dạ. Thôi được rồi, con ghé qua đây con theo cái lời giới thiệu của một số chị, trong đó hình như là cái chị gì con không biết, chưa thấy mặt thì Ngọ ha. Ngọ ở khu Ngọ mình đúng không? Dạ. Dạ. Con thì không có nhiều nghe, con có nhiều con có tí quà nhỏ con gửi bà. Con cảm ơn cha. Rồi con cho phép bà nghe, con đi đã nghe. Thôi cho đi. Dạ.